cách để các bạn có thể xóa được family không dùng đến đã load vào dự án. Trong một số trường hợp các bạn load family vào dự án nhưng mà chúng ta không dùng đến những cái family đó thì những family đó gián tiếp sẽ làm nặng cái file project. Vì vậy để làm nhẹ file project cũng như là trong quá trình làm việc mà nếu như chúng ta muốn làm nhẹ cái file David thì chúng ta sẽ phải xóa bỏ những cái family không dùng đến đó đi. Thì sẽ có hai cách để các bạn có thể xóa được family không dùng đến. Cách thứ nhất là các bạn có thể vào thẻ Project Browser. Sau đó vào phần Family. Tìm đến những cái family mà các bạn không dùng đến và xóa nó đi thôi. Đây, ở đây ví dụ như là những cái family oval cho T này tôi không dùng đến thì chỉ việc chuột phải và đen. Đấy, chuột phải, đen. Cách thứ hai nhanh hơn thì các bạn có thể vào thẻ manage tìm đến phần pull unused và các bạn chọn là check all. Sau đây ấn ok. Ok. Như vậy là toàn bộ những cái family mà các bạn không sử dụng đến ở trong cái project này đã được xóa đi. Và lúc này thì file dự án của các bạn đã không còn tồn tại những family không dùng đến nữa và được nhẹ đi rất nhiều. Follow kênh mình để nhận được nhiều video hữu ích hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn.